Đào đâu rồi? Ra qua biểu cái coi. Đào đâu rồi? Hiền Quỳnh, Quang Bình tới hả? Các thầy ơi, em đây. Quang Bình tới hả cô? Dạ không, em nghe thấy quen quen, hình như là tiếng của ông Lý Sộp. Các thầy cứ nghỉ ngơi đi, để em ra ngoài nói chuyện xem sao. Dạ, cụ Lý. Trời. Tự nhiên cụ Lý đến đây có chuyện chi không cụ? Khuya đó mình bàn chuyện bí mật, nó mới kinh đạo. Đi vô, nhưng đi vô mà trong bàn. Quán của em có khách rồi cụ Lý ơi. Hết chứa trộn rồi, bây giờ mới chứa người trái phép đúng không? Làm gì có, quán con á là buôn bán đàng hoàng mới được mở, có khách á là con báo đầy đủ à. Báo nhưng mà báo chưa có đủ, quan trọng là mấy ngày không có khách á cũng phải báo cho tôi, hiểu không? Dạ. Không lẽ ba huynh đệ mình ngồi trong này mà để cổ ở ngoài đó bị mấy người đó làm khó, vậy thì đâu có đáng mặt quân tử đâu. Ấy, có ông tổng xoài. Để thôi. qua đi ngồi sau. Dạ dạ dạ. Rồi bữa khác qua ghé nha. Dạ, cụ tổng xoài mới tới. Không biết đêm hôm khuya khoắt cụ tổng xoài đi đâu vậy? Cái câu này ta hỏi nàng mới đúng. Có tiếng ai văng vẳng đâu đây? Có đúng là ngựa đây, đúng không? Dạ đúng, đúng là có khách vừa đến đây. Nhưng mà quán em đã có người thuê cho nên họ đi rồi à? Đi rồi phải không? Không ai đi vô. Dạ, đi đâu vậy cụ tổng xoài? Đi vô ngủ chứ đi đâu. Nè, nhớ chuyện chín trâu không? Dạ nhớ. Có muốn là cái chuyện này nó bé mà nó xí ra cho to không? Xin cụ đừng có xé chuyện này ra nha. Muốn không xé thì tình yếu là nha. Cụ tổng, đi vô ngủ nha. Dạ. Nghe lời quan xã ta, lục soát hết cho đây. Ông xã mà ông xuất hiện ở đây thì mình còn gì là thế gì? Bây giờ vậy, nàng bình tĩnh, coi cửa sau, coi cửa dạ sau. Dạ có, đây nè cụ. Ta đi nha. Dạ. Nghe mà ta ghé. Dạ.